Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ngài Karl Van den Bussche, đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ trong lĩnh vực công nghiệp và chuyển dịch năng lượng xanh. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những bước phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Bỉ. Hiện nay, Vương quốc Bỉ đang là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam, đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn thứ 6 trong các nước EU tại Việt Nam. Về phía Bỉ, ngài Karl Van den Bussche mong muốn là cầu nối để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ, khẳng định các doanh nghiệp Bỉ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp và phát triển năng lượng sạch với doanh nghiệp Việt Nam. Tại buổi làm việc, tập đoàn John Cockerill của Vương quốc Bỉ đã giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài tại Việt Nam, đóng góp vào sự xây dựng và thực thi chiến lược của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế xanh và tuần hoàn, công nghiệp thép, khử carbon trong ngành công nghiệp. Đánh giá cao những thông tin mà tập đoàn John Cockerill chia sẻ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng tầm nhìn mục tiêu dài hạn của tập đoàn đối với Việt Nam phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng và điều kiện thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. Khuyến khích tập đoàn John Cockerill đầu tư, cung cấp các công nghệ và giải pháp về nâng cao hiệu suất nhà máy điện, sản xuất hydrogen xanh, chuyển đổi nhiên liệu sinh khối, trung hòa carbon trong ngành thép, đào tạo chuyên môn nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời giúp Việt Nam tăng tốc trong quá trình chuyển đổi xanh.